Lady May bị giáo viên thanh nhạc của nhiều ca sĩ làm lộ danh tính, người trong cuộc nói gì? Đoạn clip làm lộ mặt Lady May dù đã được nhanh chóng xóa đi nhưng vẫn bị cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Chiều ngày 18 tháng 10, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước đoạn clip nhân vật mascot Lady May từ ca sĩ mặt nạ bị lộ mặt một cách không hề mong muốn. Cụ thể, cô giáo dạy thanh nhạc Mỹ Ngọc, giáo viên của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Eric, Quân A, P, Amy, đã đăng tải đoạn clip cô đang luyện tập để hát ca khúc Cám Dỗ cho tiết mục vừa lên sóng tập 14 vừa qua. Dù đã cẩn thận che mặt Lady May bằng biểu tượng đám mây, nhưng trong một giây phút bất cẩn, toàn bộ khuôn mặt thật của Lady May đã bị lộ ra trước công chúng. Không ai khác ngoài Mira Trần, một cái tên được khán giả dự đoán rất nhiều ngay từ tập một ca sĩ mặt nạ lên sóng. Sự việc này thực sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính bảo mật của nhân vật Lady May vì đây là một trong những nhân vật thu hút sự chú ý của khán giả nhất nhì ca sĩ mặt nạ. Bên cạnh những cái tên như Phượng Hoàng Lửa, Osen, Tí Nâu, khán giả không khỏi hụt hẫng khi yếu tố bí mật của các mascot, vốn là một trong những điều làm nên sức hút của The Masked Singer, đã bị phá vỡ. Nhiều người không khỏi thất vọng vì chương trình đang ngày càng hấp dẫn khi đi về những chặng cuối và sự cố này khiến cho công chúng không còn chút tò mò nào về nhân vật Lady May. Đền hợp đồng nặng luôn đấy, yếu tố bảo mật là quan trọng nhất mà. Vượt hết nút xem luôn, Lady May giờ có làm gì thì cũng biết mặt hết rồi. Yêu cầu chương trình xử lý mạnh tay vụ này. Dù biết Lady May là ai khá lâu nhưng vẫn muốn bảo mật đến phút chót, giờ đổ sông đổ bể cả. Liên hệ với giáo viên thanh nhạc Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc, cô từ chối đưa ra phát ngôn trong thời điểm hiện tại. Chúng tôi cũng đã liên hệ với phía nhà sản xuất chương trình The Masked Singer, ca sĩ mặt nạ, ekip xin phép không bình luận về những đồn đoán xung quanh.